phanh xe sang trong con đường nhanh cả. Loay hoay quanh năm hết gỡ lại ngăn là có anh giao thông tăng cường kiếm ăn. Dù đường chật ngã tư đang đông mà chẳng tìm thấy anh giao thông, anh đâm ở đâu nơi gốc cây hay ngồi qua. Không tìm thấy anh mấy ông tăng ca tranh thủ phóng nhanh, chiều muộn rồi chắc con đang mong bỏ từ từ chắc đi không xong, phải cứ vọt nhanh màu lách hỏi nam đơ. Đi bông từ một gốc cây anh lao ra, anh đứng giữa đường liều mình nhà chặn mũi ô tô tiếp đến, anh nói nhẹ nhàng tiền đâu ăn đầu tiên. Là người lái xe cứ yên tâm, biết ý thì mau mau rút ít tiền, sẽ chạy luôn không có chút phiền, lại đạp ga lao nhanh nhanh nụ cười tươi trong trai. Em chào các anh. Sẽ xuống nói chuyện với mình.